Trong hàng nghìn năm, biển chỉ có duy nhất một tầng, đó là mặt nước. Mọi con tàu dù lớn hay nhỏ, dù buôn bán hay chiến tranh đều buộc phải nổi, không có lựa chọn nào khác. Muốn đi biển thì phải lộ diện, muốn đánh nhau thì phải nhìn thấy nhau. Vì vậy, chiến tranh trên biển thời cổ đại và trung đại mang tính phô trương sức mạnh. Ai có tàu to hơn, pháo nhiều hơn, thủy thủ đông hơn thì chiếm ưu thế. Hải quân là cuộc chơi của hình dáng, cờ sĩ, đội hình, pháo nổ ầm ầm. Biển lúc ấy giống như một quảng trường khổng lồ, nơi mọi chuyển động đều bị quan sát. Ngay cả khi có sương mù, đêm tối hay bão biển, đó cũng chỉ là che mắt tạm thời, chứ không phải lợi thế tuyệt đối. Khi trời quang mọi thứ lại lộ ra, không có khái niệm biến mất, không có chuyện một con tàu mạnh mà không ai biết nó đang ở đâu. Điều này khiến hải quân vừa oai phong vừa mong manh. Một hạm đội lớn nhưng bị phát hiện sớm có thể bị chặn đánh, phục kích và cắt tiếp tế. Biển là không gian mở, và ở không gian mở thì kẻ mạnh cũng luôn phải cảnh giác. Trong suốt thời gian rất dài, con người chấp nhận điều đó như quy luật tự nhiên của biển. Nhưng rồi từ rất sớm đã có những người không chấp nhận quy luật ấy. Họ nhìn biển và tự hỏi một câu rất ngược đời. Nếu không đánh nhau trên mặt nước thì sao? Nếu con tàu không nổi mà chìm thì sao? Ý tưởng tàu ngầm ra đời trong trí tưởng tượng trước khi ra ngoài đời thật. Ý tưởng là nếu như người có thể lặn được như con cá. Người nổi tiếng nhất trong số những kẻ mơ mộng đó là Leonardo da Vinci. Ông từng phát thảo các thiết bị cho phép con người hoạt động dưới nước. Nhưng điều thú vị là ông không công bố chi tiết vì ông lo sợ rằng nếu con người có thể tấn công từ nước, chiến tranh sẽ trở nên quá tàn khốc. Nói cách khác, Leonardo đã nhìn thấy trước bản chất đáng sợ của tàu ngầm, dù khi đó công nghệ chưa cho phép ông làm ra một chiếc thực sự. Suốt nhiều thế kỷ sau đó, tàu ngầm vẫn chỉ là ý tưởng, con người thiếu đủ thứ, vật liệu kín nước, hiểu biết về áp suất, về không khí, về cách duy trì sự sống trong không gian kín. Đi xuống dưới nước không khó, nhưng ở lại dưới nước và quay về an toàn mới là bài toán không ai giải được. Phải đến đầu thế kỷ 17, giấc mơ tàu ngầm mới lần đầu tiên chạm vào hiện thực nhờ một người Hà Lan có tên là Cornelis Vreebel. Vào khoảng năm 1620, Vreebel chế tạo một chiếc tàu có thể lặn xuống sông Thames ở London, chở theo nhiều người bên trong. Con tàu làm bằng gỗ, bọc da chống nước, di chuyển bằng mái chèo. Không nhanh, lặn không sâu cũng không đẹp, nhưng nó làm được một điều mà chưa ai làm, lặn xuống, di chuyển, rồi nổi lên an toàn. Điều quan trọng không nằm ở tốc độ hay độ sâu mà nằm ở tâm lý. Lần đầu tiên con người chứng minh rằng chúng ta có thể sống trong một con tàu kín dưới mặt nước. Từ khoảnh khắc đó, tàu ngầm không chỉ là chuyện tưởng tượng nữa, nó trở thành một hướng phát triển nghiêm túc dù còn rất dài và rất chậm. Sau Vreebel, tàu ngầm tiến hóa cực kỳ chậm, nhưng đến cuối thế kỷ 18, một bước ngoặt khác xuất hiện, tàu ngầm bước vào chiến tranh. Năm 1776, người Mỹ chế tạo chiếc tàu ngầm quân sự đầu tiên. Nó chỉ chở được một người, di chuyển bằng tay quay, hình dáng hơi giống quả trứng. Nhiệm vụ của nó là lặn tới gần tàu địch và gắn bom vào đáy tàu. Về mặt quân sự, nó không quá thành công, nhưng về mặt tư duy, nó cực kỳ nguy hiểm. Nó chứng minh rằng một con tàu nhỏ, yếu, nhưng ẩn mình có thể đe dọa được những con tàu lớn, mạnh và phô trương. Từ đây thì luật chơi trên biển thay đổi. Biển không còn là mặt phẳng hai chiều, nó trở thành không gian ba chiều. Kẻ thù không chỉ ở phía trước hay phía sau, mà còn có thể ở bên dưới, nơi mắt thường không bao giờ với tới. Đến thế chiến thứ nhất và đặc biệt là thế chiến thứ hai, tàu ngầm đã chứng minh sức mạnh thực thụ. Chúng không cần đánh hạm đội, chúng đánh thẳng vào mạch máu, đó là tàu vận tải, tiếp tế và thương mại. Một tàu ngầm có thể làm cả tuyến hàng hải tê liệt, chỉ cần tin rằng có thể có tàu ngầm, tàu buôn đã phải đi vòng, đi chậm, có hộ tống, tốn kém gấp nhiều lần. Tàu ngầm không cần xuất hiện nhiều, sự tồn tại của nó đã đủ gây sợ hãi. Ngày nay khi nói đến tàu ngầm hiện đại, đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân, nếu vẫn phải gọi chúng đơn thuần là tàu thì thực ra là chưa đủ. Chúng không còn là phương tiện di chuyển dưới nước nữa, mà đúng hơn là những pháo đài di động nằm sâu dưới lòng đại dương, nơi vừa có con người sinh sống, vừa có sức mạnh hủy diệt mang tầm quốc gia. Điểm khác biệt lớn nhất của tàu ngầm hạt nhân nằm ở động cơ, không còn phụ thuộc vào diesel hay pin như ở tàu ngầm cũ. Tàu ngầm hạt nhân sử dụng lò phản ứng hạt nhân. Điều này làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Chúng không cần nổi lên để lấy không khí, không cần tiếp nhiên liệu trong nhiều năm, thậm chí có thể lặn liên tục hàng tháng hoặc hàng năm. Giới hạn duy nhất không còn là máy móc mà là sức chịu đựng tâm lý của thủy thủ đoàn. Có những tàu ngầm hiện đại như tàu ngầm Ohio của Mỹ hay Bureau của Nga được thiết kế để hoạt động âm thầm đến mức gần như không thể nghe thấy. Mọi tiếng động bên trong, từ bước chân, đóng mở cửa, vận hành máy móc đều bị kiểm soát chặt chẽ. Vỏ tàu được phủ vật liệu hấp thụ sóng âm, chân vịt thiết kế đặc biệt để không tạo xoáy nước lớn. Kết quả là trên đại dương mênh mông, một con tàu nặng hàng chục nghìn tấn có thể trở thành một cái bóng vô hình. Nhưng sự đáng sợ thực sự không nằm ở khả năng ẩn mình mà nằm ở thứ chúng mang theo. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo có thể chứa hàng chục quả tên lửa, mỗi quả lại mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân.
Chỉ cần một con tàu như vậy, về mặt lý thuyết, đã đủ sức xóa sổ nhiều thành phố lớn. Và điều quan trọng là, những con tàu ấy không nằm ở những căn cứ cố định, không nằm trên mặt đất, không dễ bị tấn công phủ đầu. Chúng lang thang ở đâu đó dưới biển, ở độ sâu hàng trăm mét, không ai biết chính xác vị trí. Chính vì thế, trong chiến lược quân sự hiện đại, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa được coi là bảo hiểm sinh tồn của một quốc gia. Ngay cả trong kịch bản tồi tệ nhất, khi căn cứ, thành phố, sân bay, hệ thống chỉ huy trên mặt đất bị phá hủy, thì những con tàu ấy vẫn có thể tồn tại. Chúng giống như một lá bài cuối cùng, đảm bảo rằng không ai có thể tấn công bạn mà không phải trả cái giá cực đắt. Điều nghịch lý nằm ở chỗ, tàu ngầm càng mạnh thì càng ít khi phải dùng đến. Trong suốt nhiều thập kỷ chiến tranh lạnh, hàng trăm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Liên Xô tuần tra khắp đại dương, mang theo sức mạnh hủy diệt khổng lồ nhưng gần như không bao giờ khai hỏa. Không phải vì chúng vô dụng mà vì sự tồn tại của chúng đã đủ để ngăn chiến tranh nổ ra. Đối phương không bao giờ chắc chắn rằng mình đã tìm hết tàu ngầm của bạn hay chưa. Không ai dám đánh cược vận mệnh quốc gia và giả định chắc là mình đã tiêu diệt hết rồi. Và chính sự không chắc chắn đó mới là sức mạnh lớn nhất của tàu ngầm hiện nay. Nói cách khác, tàu ngầm hiện nay không cần xuất hiện, không cần nổ súng, không cần phô trương. Chỉ cần lặng lẽ tồn tại dưới đáy biển, chúng đã khiến cả những cường quốc quân sự mạnh nhất cũng phải tính toán từng bước. Đại dương vì thế trở thành nơi chứa đựng quyền lực thầm lặng nhất của thế giới hiện đại. Một quyền lực không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng luôn hiện diện. Dù được xem là đỉnh cao công nghệ quân sự, tàu ngầm vẫn là một trong những phương tiện nguy hiểm nhất từng được con người chế tạo. Chỉ cần một sai sót nhỏ dưới đáy biển sâu, hậu quả thường là không có đường quay lại. Lịch sử tàu ngầm vì thế gắn với không ít những tai nạn ám ảnh. Nổi tiếng nhất là vụ tàu ngầm Kursk vào năm 2000. Trong một cuộc diễn tập, một vụ nổ ngư lôi xảy ra bên trong tàu, kéo theo một chuỗi nổ lớn khiến Kursk chìm xuống đáy biển cùng toàn bộ 118 thủy thủ. Điều khiến thế giới ám ảnh không chỉ là con số thương vong, mà là việc một số thủy thủ vẫn sống sót nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nhưng không thể được cứu kịp thời. Năm 1963, Mỹ cũng mất một tàu ngầm hạt nhân trong chuyến thử nghiệm lặn sâu. Một lỗi kỹ thuật nhỏ trong hệ thống đường ống đã khiến tàu mất điện, mất kiểm soát và bị áp suất nước nghiền nát ở độ sâu lớn, cướp đi sinh mạng của 129 người. Vụ việc này buộc Hải quân Mỹ phải viết lại toàn bộ tiêu chuẩn an toàn tàu ngầm. Không lâu sau đó, năm 1968, tàu USS Scorpion biến mất trên Đại Tây Dương khi đang trở về căn cứ. Nguyên nhân cho đến nay vẫn chưa được xác định hoàn toàn, với nhiều giả thuyết từ trục trặc kỹ thuật đến nổ ngư lôi. Con tàu được tìm thấy ở độ sâu hơn 3.000 mét, nơi không có khả năng cứu hộ. Gần đây hơn, năm 2017, tàu ngầm diesel điện của Argentina mất tích khi tuần tra. Sau hơn một năm tìm kiếm, người ta xác nhận con tàu bị phá hủy bởi một vụ nổ dưới nước. Toàn bộ 44 thủy thủ thiệt mạng. Vụ việc phơi bày thực tế rằng, với nhiều quốc gia, tàu ngầm cũ kỹ và thiếu bảo trì là một rủi ro chết người. Những tai nạn ấy cho thấy một sự thật rất lạnh lùng. Dưới đáy biển, công nghệ cao không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Tàu ngầm càng hiện đại, càng mạnh thì khi sự cố xảy ra, biên độ sai lầm càng nhỏ và cái giá phải trả thường là sinh mạng của cả một thủy thủ đoàn. Trước khi có tàu ngầm, sức mạnh trên biển là thứ phải nhìn thấy, phải phô bày. Và sau khi có tàu ngầm, sức mạnh chuyển sang ẩn mình, im lặng và chờ đợi. Có thể nói về những cha đẻ của tàu ngầm, Red Bell không tạo ra tàu ngầm hiện đại, De Vinci không chế tạo tàu ngầm thực sự, nhưng họ là những người đặt viên gạch đầu tiên cho một ý tưởng cực kỳ nguy hiểm, rằng con người không chỉ thống trị biển bằng cách nổi lên, mà còn bằng cách biến mất dưới nó. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.